Cách đây 2 năm, nhiều lò hầm than ở đồng bằng sông Cửu Long nhộn nhịp đón ghe củi nhãn. Dịch quạ mang tên chổi rồng từng quét sạch những vườn nhãn này ngay trên chính vương quốc nhãn miền Tây. Đó cũng là thời gian Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hạ lệnh tuyên chiến với chổi rồng. Một chiến dịch dập chổi rồng ra quân rầm rộ. Sau đó, một quy trình quản lý chổi rồng kết hợp giữa kết quả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm nhà vườn được triển khai, ứng dụng. Và đây lại là màu xanh của nhãn. Nhiều nhà vườn trồng nhãn cũng đã chứng minh rằng họ có thể nói không với dịch chổi rồng, còn tính chuyện bán hàng sang Mỹ. Nhận diện và quản lý chổi rồng, kết quả quản lý nhà nước chuyên ngành cùng sự sáng tạo của chính nhà vườn đang mang lại sự khởi sắc cho trái nhãn đồng bằng. Sau chiến dịch chống chổi rồng năm 2013-2014, với quy trình đồng loạt từ Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đích thân Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đi khảo sát thực tế và chủ trì một cuộc hội nghị quản lý chổi rồng hại nhãn và chôm chôm tại Vĩnh Long. Trước các nhà khoa học và cán bộ quản lý chuyên ngành, Bộ trưởng yêu cầu. Đây là cái vấn đề rất là quan trọng nhưng mà cũng rất là phức tạp. Và chúng ta muốn phòng chống có hiệu quả thì đầu tiên là phải có cơ sở khoa học. Nếu mà xác định không trúng cái tác nhân và cơ chế lây lan dịch bệnh, chúng ta sẽ có cái biện pháp nó không trúng, không phải từ những cái giải pháp kỹ thuật cụ thể mà từ cái chiến lược tổng thể để phòng chống dịch bệnh. Việc đầu tiên mà chúng ta phải làm ngay sau cuộc họp này là phải tập trung mọi lực lượng khoa học của nước Việt Nam. Và tôi đồng ý, tôi đề nghị các viện được giao làm đầu mối chủ động đi tham khảo kinh nghiệm quốc tế, và trước hết là ở Thái Lan và ở Trung Quốc. Xong mời các chuyên gia quốc tế, thì các đồng chí đã mời chuyên gia Ý, tôi ủng hộ, tiếp tục mời chi tiền của chúng ta, mời họ bàn bạc. Hướng chỉ đạo đó cũng là công việc mà các nhà khoa học của Viện Cây Ăn Quả miền Nam đã dành không ít công sức, thời gian từ phòng thí nghiệm đến vườn cây, ngay từ khi dịch chổi rồng thách thức. Viện cũng đã nghiên cứu về cái biện pháp quản lý sinh học. Hiện nay thì dựa vào ngoài những cái loại thuốc sinh học có thể quản lý được nhện, thì viện cũng đã ghi nhận được cái nấm Bacillomyces là một cái loài nấm mà có thể ký sinh được nhện lông nhung, và nó có những cái kết quả bước đầu hiệu quả khoảng 70%. Và cái những cái loại dịch trích như là củ tỏi, củ hành thì nó cũng quản lý được nhện hiệu quả, mà nó hạn chế cái khả năng kháng cái thuốc của nhện. Tuy nhiên là để phát triển những cái loại thuốc sinh học này thì còn cần phải có những cái khảo nghiệm bài bản hơn với cái diện tích lớn hơn để mà có thể khẳng định được cái hiệu quả của nó, để có thể áp dụng rộng rãi đối với nông dân. Cùng với việc nghiên cứu khoa học theo chỉ đạo của Bộ trưởng, các chuyên gia bảo vệ thực vật phía Nam từng gắn bó với nhà vườn và thực tế địa phương, hiểu rằng quy trình quản lý chổi rồng chỉ có thể thành công với sự hợp tác chặt chẽ của nhà vườn. Bất kỳ một cái dịch giả nào, thí dụ như rầy nâu trên lúa, rồi cái bệnh đốm nâu trên thanh long, cũng như là bệnh chổi rồng trên nhãn, thì tôi thấy là cái vai trò của nông dân đóng góp trong những vấn đề phát hiện. Tôi nói là vấn đề phát hiện chứ không phải là vấn đề nghiên cứu. Thì bà con phản ánh cái đó thì các nhà khoa học sẽ lắng tai nghe. Và từ cái đó để chúng ta tiến hành những cái thí nghiệm cụ thể hơn, để chúng ta có cái kết luận chắc chắn hơn. Tôi lấy thí dụ như trong cái thời gian mà phòng trị cái bệnh chổi rồng, chúng tôi có những cái mô hình. Thì nông dân cũng làm na ná theo, nhưng mà họ không có theo cái một cách nghiêm nhặt. Thì có nhiều nông dân, tôi nói là có nhiều nông dân thành công rất là tốt, đạt 80%.
Thì qua đây thì nghe và phản ánh nông dân thì chúng tôi cũng có xem xét lại. Chúng tôi sẽ lấy cái thông tin của nông dân để bổ sung cho cái những cái nghiên cứu và cái đối chứng của mình, thì chừng đó có kết luận chính xác hơn. Tham khảo kinh nghiệm nhà vườn chính là cách đối chứng tuyệt vời từ thực tiễn. Trên thực tế, nhiều nhà vườn miền Tây trước bài toán kinh tế hộ, với kinh nghiệm và tâm huyết với nghề vườn, đã chủ động quản lý chổi rồng, không kém phần quyết liệt theo cách của mình. Họ không có báo cáo khoa học hợp quy, nhưng màu xanh vườn nhãn thì đang trở lại một cách thuyết phục. Sau những năm đối mặt với dịch bệnh chổi rồng, hình ảnh những vườn nhãn tiêu da bò sung sức như thế này ở tổ hợp tác sản xuất nhãn Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã làm nhiều người ngạc nhiên. Và ngạc nhiên hơn, chính cây nhãn tiêu da bò truyền thống vẫn là lựa chọn của nhiều nhà vườn nơi đây. Họ vẫn gắn bó với chúng ngay trong thời điểm dịch bệnh chổi rồng tàn phá nặng nề nhất, lúc mà nhiều nhà vườn quay lưng lại với nhãn, phá vườn làm củi nhãn. Tôi có 1 hecta, cho nên là tôi bẻ khoảng là 1 tấn rưỡi một công, thì 1 hecta là tôi bẻ khoảng 15 tấn, cho nên là giá nhãn từ 10 tới 12 ngàn ký là có đạt chất lượng cho tôi, không có đốn nó bỏ đi. Mình quyết định với cây nhãn tiêu da bò này có một cái là mình quản lý nó được cái dịch bệnh chổi rồng. Cái thứ hai nữa là mình muốn cho nó trái vào cái tháng nào thì mình theo cái ý của mình được. Còn những cây khác chưa chắc. Nếu mà nó nằm cái giá khoảng từ 15 đến 20 ngàn thì cái nhãn này mình, một là mình xử lý theo ý thích của mình, nó đạt, mình quản lý được chổi rồng thì cái năng suất này là quá quá êm rồi. Sống cùng với nhãn, kinh nghiệm từ thực tiễn đã giúp nhiều nhà vườn tìm ra cách đưa nhãn vượt dịch. Ngay trong thời điểm áp lực dịch bệnh bao trùm cả đồng bằng sông Cửu Long, vẫn có những nhà vườn tự tin với nhãn. Như 638 hectare nhãn tại xã An Lạc Tây, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng, hiện vẫn là nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ dân địa phương. Và cũng chính tiêu da bò, giống nhãn từng bị cho là sẽ phải xóa sổ bởi cơn lốc chổi rồng, này đã vực dậy cuộc sống nhà vườn. Nó có cái dịch bệnh này mới mẻ quá, nhưng mà lúc đó nhà nước cũng chưa có chuyển giao khoa học kỹ thuật cho mình. Nhưng mà mình phải kiên trì, mình phải cố gắng để mình chăm sóc nó, thì mình phải cắt tỉa dọn đồ cho nó sạch. Những cái vết bệnh là mình cắt bỏ hết, rồi phun thuốc. Theo hướng dẫn mình cũng phun thuốc trị nhện thôi. Lúc đầu thì chưa có là gọi là trị nhện lông nhung, nhưng mà cũng mình có lấy cái thuốc, những cái thuốc mà phun trị nhện cho cây lúa đó, mình để đưa vào mình phun đó, thì mình thấy nó cũng hạn chế, cũng đỡ. Là cái năm đó là bị nặng nhất, có người là người ta bị thất trắng luôn, mà nhưng mà vườn tôi thì cũng khoảng co bị cả 50%. Không riêng gì Sóc Trăng, Tiền Giang mà tại 8 tỉnh đồng bằng có trồng nhãn, nhiều vườn nhãn lâu năm vẫn đang từng ngày ra hoa kết trái, cho thấy chổi rồng nằm trong khả năng quản lý của những nhà vườn sáng tạo. Sức mạnh sáng tạo càng được khẳng định khi nhà vườn liên kết lại vì lợi ích trong kinh tế hợp tác, như các nhà vườn trong tổ hợp tác sản xuất nhãn Việt Gáp tại xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Việc tổ chức sản xuất đồng loạt có kế hoạch của tổ hợp tác này không những mang lại lợi ích kinh tế đáng kể mà còn nâng cao hiệu quả quản lý dịch bệnh chổi rồng. Cái hiệu quả mà của cái tổ hợp tác tôi đó mà được cái diện tích lớn mà liền kề, do vậy mà con phòng chống dịch chổi rồng nó dễ. Cái khi phun thuốc là phun đồng loạt. Ngoài tổ hợp tác thì cũng có vài hộ bà con do đất ít, họ không vô thì tụi tôi cũng tới chỗ nhà động viên và chỉ kỹ thuật cho bà con làm đúng quy trình vậy đó, để thứ nhất là giúp bà con có được cái thu nhập, cái thứ hai nữa nó có tính việc đồng loạt để cho nó khỏi lây lan cho những tổ viên tổ hợp tác đó. Do vậy mà bà con ở bên ngoài tổ cũng phòng từ dịch bệnh y như cái tổ viên tổ hợp tác, thành ra nó cũng quản lý được tốt cái dịch bệnh chổi rồng. Hiện nay thì về giá cả thì vẫn còn chấp nhận được, người nông dân cũng cảm thấy là có lợi trong cái quá trình sản xuất, do đó họ cũng còn giữ được cái cây nhãn da bò, mặc dù nó đã lớn tuổi nhưng mà họ có cách khống chế và
làm cho trẻ quá cây lại bằng cách là một số lá rụng bớt cho nó ngắn cái chiều cao xuống và tạo cành tược mới. Và trong quá trình chăm sóc thì mình cũng phải tỉa cành tạo tán. Trong thời điểm có trái nhỏ thì mình phải rút bớt những cái cành tược mà không cần thiết để cho tập trung dinh dưỡng nó đưa phần lên nó tốt cho cây. Một tín hiệu vui là trái nhãn đồng bằng đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ từ đầu năm 2015. Hiện nay, nhiều vùng trồng được cơ quan kiểm dịch thực vật Mỹ cấp mã code như một giấy thông hành để vào thị trường khó tính này. Trong đó có vùng trồng của Tổ hợp tác sản xuất nhãn Long Hòa, Bến Tre, Tổ hợp tác sản xuất nhãn Tiêu Gia Bò, Tân Hạnh, Vĩnh Long, Tổ hợp tác nhãn Nhị Quý, Tiền Giang, với sản phẩm chính là nhãn Tiêu Gia Bò. Nếu mà cái nhãn mà được là xuất đi cái thị trường là Mỹ thì cái giá cả nó ổn định thì là cái bệnh chỗ rồng nó sẽ không còn nữa, bởi vì là người ta tập trung, người ta là phòng trị nó tốt. Như hiện nay thì ở cái tổ hợp tác của chúng tôi thì cái bệnh nhiễm chỗ rồng thì cái diện tích nhiễm chỗ rồng nó không đáng kể, có những hộ không có, bởi vì họ là đặt cái niềm tin vào cái nhãn là vào cái vụ năm nay sẽ có được cái thị trường tiêu thụ giá nó cao. Từ đó thì họ là tập trung phòng trị theo cái hướng dẫn của là cái tổ hợp tác. Thị trường ổn định, giá cả chấp nhận được sẽ là động lực thúc đẩy nhà vườn ra sức chăm sóc và bảo vệ vườn nhãn. Có thể dễ dàng nhận thấy điều này thông qua những vườn nhãn Ido xanh tốt. Giống nhãn này được các nhà khoa học đánh giá là khả năng kháng chỗ rồng ở mức trung bình. Nhưng do thị trường ưa chuộng được giá, nên người trồng quan tâm đầu tư kiểm soát tốt dịch bệnh. Thực tế cũng cho thấy, nhãn Tiêu Gia Bò chỉ có tỷ lệ nhiễm bệnh cao trên diện tích nhỏ lẻ, manh mún, sản lượng thấp. Hiệu quả kinh tế kém nên một số bà con bỏ vườn không chăm sóc, vô tình tạo nơi lưu tồn và phát tán nhện lông nhung, truyền bệnh chổi rồng trên diện rộng. Dịch bệnh bùng phát 2 năm trước chính là vì giá thấp, chi phí phòng trừ cao nên nhiều nhà vườn chán nản bỏ ngang. Chổi rồng có cơ hội tấn công. Nhưng một khi nhà vườn chăm sóc đúng cách thì nhện lông nhung không dễ dàng hại nhãn. Chúng tôi vừa đi kiểm tra về đây xong của 7 tỉnh có trồng nhãn thì chúng tôi thấy rằng là bà con nông dân làm rất tốt. Và qua đó thì chúng tôi thấy rằng ở tỉnh Sóc Trăng là một cái tỉnh gọi là bà con nông dân đã làm tới khoảng hơn 80%. Thành ra chúng ta thấy là cái nhãn nó ra hoa rất đẹp và nó cho trái lại. Tôi thấy rằng như vậy là cái áp lực của nhện lông nhung không là quan trọng nữa. Nếu chúng ta tiếp tục cái công tác bảo vệ thực vật như thế này là bà con tích cực phòng trị, quyết tâm làm thì chúng tôi thấy là cái vườn nhãn nó phục hồi rất là tốt. Và vấn đề là chỉ có nông dân bỏ mà không muốn làm hoặc là làm mà nửa vời. Câu chuyện củi nhãn 2 năm trước xảy ra tại thời điểm chính thị trường nói không với tâm huyết của người trồng nhãn đã làm cho họ chán nản buông xuôi. Một khi thị trường khởi sắc, nhà vườn đã chứng minh rằng họ vẫn muốn đồng hành cùng loại trái cây từng là đặc sản nổi tiếng miền Tây. Cuộc chiến chống chổi rồng vẫn chưa đến hồi kết khi các nhà khoa học vẫn chưa kết luận chính xác tác nhân chổi rồng. Nhưng màu xanh vườn nhãn đang đẩy lùi củi nhãn, cho thấy nhận diện và quản lý chổi rồng phải là chuỗi hợp tác của tri thức khoa học và kinh nghiệm từ những nhà nông sáng tạo của đồng bằng.